Hồng Yến nha mọi người. Đấy. Hôm nay mình mới tách và cặp Hồng Yến. Cặp đây là mình cũng gửi cho em ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đấy. Hôm nay mình sẽ gửi cho em ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Đang chuẩn bị đây. Đấy. Đang chuẩn bị gửi cho em nó đây. Nó lái tới 4-5 con, 5 con. Con rồi ạ. Đấy. Hoàng Yến đẻ nhiều lắm mọi người. Đấy, Hồng Yến thì mình mới tách ra đây. Đấy. Để chim sinh sản đông rất nhiều bọn. Đây để cho em ấy làm kinh tế. Đấy, với nuôi bò bông cạp vậy á. Chim đẹp lắm. Ê. Đẹp lắm rồi. Hiện tại mình đang có Hồng Yến nha mọi người. Đấy, mình đang bỏ một cái lồng ngoài kia. Để tí tí rồi mình có gì mình quay cho mọi người xem. Đấy, đây là một cặp Hồng Yến mình đã tách ra để mình gửi. Đấy. Hồng Yến nha, chim đẹp lắm. Hồng tươi đẹp lắm mọi người. Đấy, trong video thì nhìn nó không được đẹp bằng ở ngoài. Đấy. Ở ngoài đẹp lắm mọi người ạ. Đấy, rồi xin chào mọi người nha.